chào cả nhà nha. Hàng về thêm nha cả nhà ơi. Em giới thiệu tới mọi người, đây là cân điện tử nha mọi người nha. Mặt của nó là bằng mặt kính nha mọi người. Mặt kính rất là bóng nha. Phía sau là mình lắp pin vào, sau đó mình chỉ việc cân thôi nha. Trọng lượng tối đa của nó là 180kg nha cả nhà nha. Cân điện tử nha, hàng có sẵn ở shop nha mọi người. Bây giờ em cân thử cho mọi người xem nha. Em sẽ cân nhiều lần để cho mọi người thấy cái độ chính xác của nó nha. Lần thứ nhất là 47,6 kg. Lần thứ hai vẫn là 47,6 kg nha mọi người nha. Lần thứ ba vẫn là 47,6 kg nha. Cân nó rất là chính xác nha mọi người. Trường hợp mà cân mọi người không thấy chính xác thì mọi người thay giùm em cục pin nha. Do cục pin là nó sắp hết pin, thành ra mọi người chỉ cần thay cục pin là xong nha mọi người nha. Hàng có sẵn ở shop nào, mọi người đến shop mua một sản phẩm vẫn được giá sỉ nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.